Dì nói là ông Khoảng chưa chết hả? Đúng rồi. Thế vậy là anh Mô được về rồi. Không. Nói thằng Mô không được về nghe. Nó mà về đây là thằng Khoảng nó sẽ trả thù đó. Nói cha con nó tạm thời là cứ ở trên đó đi. Rồi con thì là con lo lắng cho cha con nó, dùng nó cha con nó. Con biết rồi. Để con nói với anh. Dì nhớ giữ sức khỏe nha. Vậy hả con? Ngủ chút nữa đi con. Nhưng mà cha ơi, con hết buồn ngủ rồi, hay là để con phụ cha? Hay dễ giỏi, để phụ cha. Để con phụ cha cho. Đi, đi với cha. Mệt hả? Không đâu, cha không có mệt đâu. Đi. Về tiếp cha. Ủa? Má đâu không đưa về ngủ? Trời ơi, con nít con nôi khuya khoắt vậy ra đây làm chi? Dạ. Nghèo quá vợ bỏ chứ gì. Tôi tên Tư Lì. Tôi tên Mô Gù. Ngày mai á không kiếm được mối nào bốc giác á, kiếm tôi, có gì tôi chia bớt cho làm. Thôi phụ tôi hết chuyến này, đưa nhỏ về ngủ, khuya lơ khuya lắc rồi. Đi coi. Con cũng định hỏi cha Mô về chuyện cô Hồng á. Xong rồi tự nhiên cô Hồng xuất hiện luôn. Vậy là hai cô cháu mình tâm linh tương thông rồi. Tại vì cô Hồng cũng đang nghĩ tới con. Cô Hồng đi tìm con nè. Đi về nhà cô nha. Nha. Hai cha con đi về nhà nghe. Cô Hồng, sao tôi về được? Tôi... Cô Hồng nói chuyện với cha Mô một chút nghe. Dạ. Cái chuyện ở dưới quê á. Dạ. Ông Khoảng ông chưa có chết, ông chỉ bị thương thôi hả? Cho nên là anh không có làm liên lụy gì tới tôi hết. Anh Khoảng chưa chết. Vậy là tôi đâu có phạm tội gì. Đúng rồi. Vậy là hai cha con mình sắp được về quê rồi con ơi. Mình được về quê rồi cha ơi. Ủa? Chưa được đâu. Tại tôi sợ ông Khoảng ông trả thù anh. Ông nói với người ta là anh làm ổng bị thương, là anh không có đủ tiền để trả viện phí đâu. Ủa đại ca, hai đứa con ở đây đâu rồi? Thằng Chả đi về rồi đại ca. Cái thằng chưa lấy tiền công bỏ về rồi. Chắc là thằng Chả nghĩ là đại ca không có trả tiền. Em thấy thương hoàn cảnh của hai cha con nhà đó ghê á. Thôi anh đi về bển ngủ đi. Chắc cả đêm thức canh hạt dẻ rồi đúng không? Tôi về bển con.